nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, hướng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể, đồng đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ, nguồn mê trong quay về bờ giác. Đứng pháp vương vô thượng tôn tam giải vô luân thật thiên nhân di đạo sư tử sanh di tử phụ ơ nhất niệm quý năng diệt tam kỳ nghiệp xứng dương dược tạng tháng ức kiếp mạc năng tầng ơ kim đệ tử chúng đăng thường trí tu thiện phước minh trước lại khai mở.